Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Liverpool và câu lạc bộ Brentford. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 35 giải Ngoại hạng Anh. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ 30 ngày 6 tháng 5 và các cầu thủ Liverpool sẽ tiếp đón Brentford trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Liverpool sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội khách Brentford với mức kèo là 1,25. Mức kèo phải tăng 1,5 và hạ xuống còn 1 trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 3,25 và 3,5. Tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì 5 lần đối đầu gần nhất của Liverpool và Brentford thì Liverpool thắng 2, hòa 1 và thua 2 trước Brentford. 5 trận thi đấu gần nhất của Liverpool thì Liverpool bất bại với 5 trận thắng liên tiếp. 5 trận thi đấu gần nhất của Brentford thì Brentford thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình, mặc dù là kèo chấp nó cũng hơn 1 trái, tuy nhiên thì mình vẫn đặt niềm tin vào đội chủ nhà Liverpool chấp 1,25 hoặc là 1 trái nha. Vì sao? Thứ nhất là nếu mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở lần đối đầu này thì mình thấy là hiện tại Liverpool đang được đánh giá là nhỉnh hơn Brentford về mọi mặt. Thứ hai nữa, trận đấu này Liverpool được chơi trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu thì mặc dù là cái thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần nhất thì cũng khá là cân bằng, nhưng mà phong độ của Liverpool ở năm lượt trận vừa qua thì Liverpool đang tốt hơn Brentford rất là nhiều nữa. Với lại cái cơ hội để cho Liverpool có thể là cạnh tranh một tấm vé chơi ở đấu trường UEFA Champions League cũng vẫn còn. Ở những trận đấu cuối mùa giải này thì Liverpool họ cũng đã trở lại rất mạnh mẽ rồi, bằng chứng là họ thắng như trẻ tre. Ở lượt trận này Liverpool đá sân nhà gặp một Brentford cũng khá là vừa tầm và đang có phong độ cũng chặn được chặn không, thì đây sẽ là cái cơ hội rất là lớn để cho Liverpool có thêm một chiến thắng nữa để có thể là tiến gần hơn với top như đội bóng đang hiện tại nắm giữ những chiếc vé dự cúp C1 mùa sau. Thì với cái mức kèo thế này cộng với phong độ ghi bàn đều đặn và điểm tựa sân nhà, mình nghĩ là vượt qua đội Brentford với cách biệt là hai bàn đối với Liverpool, mình nghĩ cũng sẽ không phải là quá khó đâu. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cược chủ nhà Liverpool chắc nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 3,25 và 3,5. Thì Brentford mặc dù là cửa dưới, tuy nhiên thì cái lối đá của Brentford thì họ đá cũng rất là chắc và khó chịu. Những lần chạm trán với Liverpool thì mình thấy là Brentford họ cũng cố duyên ghi bàn. Mình dự đoán trận đấu này nhiều khả năng là có thể là Brentford họ không thắng nhưng mà họ sẽ có hòa thắng, và cũng không loại trừ khả năng là trận đấu này Liverpool họ sẽ thắng đậm ở Brentford nữa. Dự đoán trận đấu này sẽ có tỷ số là 3-1 hoặc là 4-1 nghiêng về cho Liverpool. Và đầu tư tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cược tài 3 hoặc là 3,25 nha. Còn nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng vào Liverpool thì các bạn ưu tiên đi cửa tài không được. Các bạn cứ canh tài còn 3 trái hoặc dưới 3 thì các bạn vào. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Thì đó thì 1 với mọi thứ đều đang tốt hơn đội khách. Thì Liverpool họ sẽ có hai bàn dẫn trước ở hiệp 1. Hiệp 1 các bạn chọn của Liverpool chấp nha. Và đợi tài hạ còn 1 trái hoặc dưới 1 thì vào. Đó là trận đấu chốt kèo là chọn của Liverpool và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.